sân bay quốc tế Sydney, còn có tên là Kingsford Smith. Tên đầy đủ là Sydney Kingsford Smith International Airport, hay viết tắt là Sydney Airport. Ký hiệu ICAO là YSSY, ký hiệu EATA là SYD. Tọa lạc tại ngoại ô của thành phố Sydney, tại Mascot, Australia. Đây là sân bay chính phục vụ Sydney và là trung tâm hoạt động chính của hãng Qantas. Sân bay Sydney là sân bay thương mại hoạt động liên tục nhất thế giới, phục vụ hơn 26 triệu hành khách một năm và có thể tăng lên 68 triệu khách một năm vào năm 2020. Sân bay tọa lạc gần vịnh Bontali, có 3 đường băng. Về mặt diện tích, đây là sân bay hẹp nhất trong các sân bay thủ phủ bang ở Úc. Ban đầu, sân bay được công bố là sân bay vào năm 1920 với tên gọi là Sydney Airport, sau đó được đổi tên là sân bay quốc tế Sydney Kingsford Smith năm 1953, vinh danh Charles Kingsford Smith, một phi công tiên phong anh hùng của Úc. Đường băng đầu tiên được xây năm 1933 bằng sỏi. Đến thập niên 1960, do nhu cầu cần có một nhà ga quốc tế và công việc xây dựng bắt đầu vào năm 1966, hoàn thành vào tháng 5 năm 1970 và được khánh thành bởi Nữ hoàng Elizabeth II. Vào thập niên 1970, đường băng Bắc Nam được mở rộng để trở thành đường băng dài nhất ở Nam Bán Cầu. Các nhà ga sân bay có rất nhiều nhà ga. Hôm chúng tôi đến, đây là nhà ga 1, sảnh nhà ga quốc tế có tên gọi International Terminal 1. Sân bay quốc tế Sydney là cũng là nơi đặt chi nhánh và cơ sở kinh doanh của rất nhiều hãng hàng không lớn nổi tiếng trên thế giới như Air Asian, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, Asian Airlines, Bamboo Airways, British Airways, Cathay Pacific, Cebu Pacific, China Airlines, Delta Airlines, Emirates, Etihad Airways, Japan Airlines, Jetstar Airways, Korea, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Qantas,